cảm ơn các bạn đã đến chương trình Sao 24 bạn. Nếu mà các bạn được xem để máy tính thì chắc cũng biết Cathy trong nhân vật Mai. Nhưng mà chưa biết các bạn có biết Cathy trong đời thực tế như sao. Hôm nay Cathy sẽ mời tất cả bạn để đi xem với Cathy trong một ngày để coi một ngày công việc của Cathy như thế nào. À, trước thì phải ăn uống, tại vì ăn sáng là quan trọng nhất. Mình tiết kiệm thời gian. Mình Cathy đã order đồ ăn sẵn rồi nên nó dễ. Hôm nay mình ăn gói xào. Hi mommy, hi daddy. Mẹ khỏe không? Khi về Việt Nam, nhiều người cũng hỏi Cathy giống như là Cathy đi xa có nhớ nhiều về ba mẹ không? Rồi thật ra Cathy cũng mỗi tuần á thì cũng được nói chuyện với ba mẹ nhiều từ Skype á, từ cái video chat á. Gia đình của Cathy thì Cathy sinh ra lớn lên ở San Jose, California, miền Bắc của Cali. Ba thì quê hương ở Thanh Hóa, lớn lên ở Phan Thiết, còn mẹ thì quê hương ở Gò Công. Cathy là cũng như là chị cả trong gia đình. Ngoài ra cũng có một em gái Úc. Em gái thì mới tốt nghiệp đại học. Ok, bây giờ ba ấy mẹ kể đến cái chuyện hồi xưa thì con nhỏ thì con đi học như sao? Thôi vậy đó, kể gì vui đi, vui đi nha. Ngay từ nhỏ là đã có xíu là chụp ở nhà trường á. Thì cho tới khi lớn lên thì rất là nhiều người học điện ảnh mà không có thành công đâu. Thì bây giờ thì để học một cái nghề nào đó để mà cho nó có vững chắc tương lai thì Cathy học về kinh tế. Cathy học về điện ảnh thì lúc sau này hai bác mới biết, nhưng mà lúc nào thì hai bác cũng chưa có biết là Cathy học về điện ảnh. Ba làm việc rất là siêng năng, chăm sóc gia đình, rất là vui tính, là mỗi tiệc nào thì ba cũng là người luôn luôn nói chuyện vui nhất trong cái tiệc đó. Ba thì cũng nhảy đồng hay nữa và cũng ca karaoke rất là hay. Nhất là mê rẻ nè, rồi lại mai giá nữa. Có khi biểu mẹ ngồi đây nhìn cái là giả ngồi cái là giả hình bác. Bà nói sao còn hay vậy, nó lâu lâu biểu mẹ người sửa tóc rồi đó điệu đó. Rồi lâu lâu á, như là Cathy có cái đánh mà rất thương, mà nhớ tới bây giờ mà cuốn sách đó bác vẫn còn giữ. Lúc mà Cathy mới biết đọc khoảng lớp 3, Cathy cái vợ mua mấy cuốn sách gì đọc. Mà có những cái cuốn sách mà nó con bé mà nó buồn hay gì Cathy khóc á. Cathy khóc, Cathy nó hỏi sao con khóc, nó tại con thấy nhỏ này thương. Mẹ của Cathy rất là hiền lành, như là hy sinh tất cả cho gia đình. Khi về Việt Nam thì ba với mẹ cũng hơi lo lắng chút xíu, tại vì Cathy qua Việt Nam một mình. Rồi ba với mẹ sợ có gì xảy ra, là không có biết là con gái của mình đi qua Việt Nam một mình sẽ như sao. Mà sau khi đó thì ba với mẹ thấy là Cathy cũng rất thích ở đây. Rồi cũng ba với mẹ cũng thấy an toàn, thấy là sống ở đây Cathy cũng rất là vui. Rồi cũng có nhiều được học hỏi ở đây. Rồi cuối cùng thì ba với mẹ cũng rất là tự hào, tại vì Cathy được ở đây mà được học nhiều về văn hóa Việt Nam, mà được hiểu nhiều biết về cái quê hương của ba má đã lớn lên và sinh ra. Cathy nghĩ là bây giờ ba với mẹ rất là vui.
Cathy được có cơ hội để làm việc ở Việt Nam. Bây giờ ba mẹ đi ngủ nha. I love you MTV, nói đi. MTV. Ok, bye mommy, bye daddy. Ok. Ok, bye. Bye mommy, bye daddy. Bye. Ok, con nhớ, đừng lo. Ok, mai con gọi nha. Ok, bye. Ok, đó là ba mẹ của Cathy. Bước vào con đường nghệ thuật từ lúc lúc 10 tuổi. Tại lúc đó thì cũng tham gia nhiều cái kịch trên sân khấu trường học. Rồi lúc đó trời ơi, cái vai nào đưa cũng diễn được hết, giống như con chuột nè, con mèo, cái cây đứng im lặng cũng diễn được. Công việc của Cathy ở Mỹ thì mới đầu thì cũng MC cho một cái chương trình, thì trong đó thì cũng phỏng vấn nhiều người nổi tiếng và nhiều người đã thành công. Còn công việc ở Việt Nam thì cũng đang có dự án về kinh doanh, nhưng mà bây giờ hơi sớm nên nó đang phát triển nên chưa muốn chia sẻ quá nhiều. Nói chung là nhiều cái việc mà Cathy làm cũng rất là thoải mái để cho có thời gian để cho Cathy có thể đi casting và tham gia trong nhiều phim. Gặp Cathy đầu tiên là khi mà đang cast cho phim Oan Hồn, Spirits, là một phim kinh dị xảy ra ở Việt Nam. Cuối cùng là quyết định là Cathy trong cái vai của Khoa. Lần thứ hai hợp tác với Cathy là trong phim Truyền hình Thế Giới. Khi cast cho phim đó thì cũng mời Cathy lên. Cathy vừa bước vào là đã thấy là nhập vai rồi. Từ cách đi đứng, ăn mặc và nói chuyện rất là giống nhân vật trong phim. Cathy cũng rất là vui được đoạt nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho cánh diều vàng. Cô rất đẹp à? Đẹp như là một minh tinh màn ảnh nhỉ. Nghe nè, anh bác Kỳ. Dạ, bác được rồi, không cần Kỳ đâu ạ. Mình với Cathy Huyên có dịp gặp nhau đó là trong phim Chuyện Tình Xa Xứ. Và đấy cũng là lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau. Anh Bình Minh thì rất là dễ thương. Diễn chung với ảnh thì rất là thoải mái, tại vì ảnh diễn rất là tự nhiên. Và phải nói rằng thì gặp Cathy là một người rất là ấn tượng bởi cái cá tính đầu tiên của Cathy. Mặc dù là một Việt Kiều sống ở bên Mỹ rất là lâu rồi, nhưng mà khi về Việt Nam vẫn giữ được cái bản chất của người con gái Việt Nam. Bình Minh rất là thoải mái để diễn chung với. Và trong quá trình làm phim thì Cathy Huyên giống như là sống hết mình với cái vai diễn và làm việc hết sức là nghiêm túc, và có một sự cộng hưởng với bạn diễn rất là tốt và giúp cho bạn diễn đẩy được tâm lý của nhân vật và đẩy được tâm lý của cái bối cảnh của cái phân đoạn đó lên được cao trào. Mình thấy rõ ràng hơn là Cathy rất là tập trung vào cái vai diễn và bỏ ra rất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái vai đó. Thành thử ra đối với một người làm phim thì Victor thấy cái điều đó rất là vui, và nó làm cho cái việc của Victor nó nhẹ đi một chút xíu. Sau đó thì Cathy cũng được tham gia trong Để Máy Tính. Trong Để Máy Tính thì Cathy diễn một cô gái tên là Mai, cô là ca sĩ Việt Kiều, rất là nữ tính, trong sáng, đáng yêu. Bộ mày tưởng chỉ có mày mới yêu hả? Tao mới yêu chắc. Nhưng mà trong tình yêu á, phải thực tế chứ. Không hiểu tao đâu.
Tao đi yêu rồi mày ơi. Đến với Đêm Máy Tính thì khi mà chọn một người diễn viên, người diễn viên phải có một số tố chất. Thứ nhất là phải có một cái trình độ diễn xuất, phải có một cái dốc vác cũng như là một tâm hồn gần với lại nhân vật, cũng như là hội tụ được những cái nhu cầu của nhân vật Mai trong Đêm Máy Tính. Cathy cũng rất là bất ngờ, tại vì khi mà vô thử vai casting á, thì Cathy cũng được diễn chung với anh Charlie Nguyễn. Lý do đó thì Cathy cũng diễn tốt luôn. Dũng thích bên này hay bên này? Nói chung lần đầu tiên gặp thì cũng không ấn tượng gì nhiều. Thấy tính cách của với người lạ thì cũng lầm lì lì á. Mỗi lần mà Thái Hòa nói một câu ai cũng cười á, nên diễn rất là tốt. Nhiều khi có hành diễn viên chính mà thấy cũng tội nghiệp, như là anh Dustin Nguyễn cứ bắt thoại đi thoại lại, hoặc là ra trường quay anh sạc đi anh sửa thoại, thì trời cô máu lưng cô tập ghê. Lòng muốn nói rằng hết ký, thế sẽ mãi yêu trọn đời. Cathy Nguyên cũng là một người phụ nữ mà thật ra cá tính của cô ấy cũng rất là mạnh, cũng có nhiều cái giống như là muốn tự tạo cơ hội cho mình, cái đó mình thấy rất là hay. Mình hy vọng là Cathy Nguyên sẽ thành công, và chắc chắn là trong tương lai nếu mà có một cái dự án nào đó sẽ hợp tác với nhau nữa. Nói chung thì Cathy cũng rất là hạnh diện được diễn chung với bạn diễn rất là chuyên nghiệp và rất là đam mê. Anh Thạc đang trang điểm cho Kha TV, đang chuẩn bị cho một buổi chụp hình cho tạp chí F. Hôm nay mình sẽ chụp thời trang của Vita Jean, Haute Couture, áo đầm denim, quần jean, áo đầm jean đó. Mình sẽ có vài người chung với mình như là Nathan Lee là giám đốc sáng tạo của magazine. Nên hy vọng mà các bạn cứ sao 247 sẽ xem và thấy thú vị. So yay tune, yay chill, when the nung and turn up. Vietnamese to the max, a psycho queen with a... Dạ, chuẩn bị đi New Haute Couture, bộ sưu tập. Thường mỗi ngày thì Kha thì cũng đi xe taxi, không có chiếc xe nên phải đi xe taxi. Rồi có khi cũng tiện, tại vì đi xe có cái lạnh rồi đi cũng hỏi cần kiếm chỗ đậu xe phải không. Nhưng mà như là hôm nay thì tôi lâu cũng có bắt được xe taxi nên phải chờ chút xíu lâu hơn.